Ngày 8 tháng 12, công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, công an thành phố Hà Tĩnh nhận được tin tố giác tội phạm của chị T, 45 tuổi, trú tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc bị một số đối tượng ép lên xe ô tô rồi đánh đập và yêu cầu trả 2,5 tỷ đồng. Theo đó, ngày 5 tháng 12, công an thành phố Hà Tĩnh đã làm rõ, triệu tập 8 đối tượng liên quan đến vụ việc gồm Nguyễn Hoàng Diệu, 48 tuổi, Nguyễn Tiến Quỳnh, 46 tuổi, cùng trú tại phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trần Văn Hùng, 32 tuổi, Hoàng Văn Nam, 29 tuổi, cùng trú tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Phạm Đức Tú, 43 tuổi, Nguyễn Văn Lâm, 40 tuổi, Nguyễn Văn Cường, 28 tuổi, Phạm Văn Quyền, 51 tuổi, cùng trú tại phường Hương Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận biết được thông tin chị T từ Vũng Tàu về thành phố Hà Tĩnh có việc riêng. Vào khoảng 8 giờ ngày 4 tháng 12, các đối tượng đi từ thị xã Kỳ Anh ra thành phố Hà Tĩnh để gặp chị, yêu cầu thanh toán tiền nợ. Nguyễn Hoàng Diệu yêu cầu chị T phải thanh toán khoản nợ mà trước đây chị đã giới thiệu cho một người đàn ông đến nhà chị gái của Diệu để vay. Tuy nhiên hiện người đàn ông này đang thi hành án nên không có khả năng trả nợ. Chị T không đồng ý trả nợ nên bị các đối tượng đánh đập đe dọa. Do quá hoảng sợ nên chị đã đồng ý trả nợ, Diệu ép chị T xác nhận khoản nợ và cam kết mỗi tháng sẽ chuyển khoản trả nợ cho đến khi hết số tiền nợ. Theo điều tra ban đầu, Diệu là đối tượng cầm đầu, chỉ đạo các đối tượng thực hiện vụ việc nói trên.